Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo cho các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong những ngày này ở bên Nhật Bản, Hội đồng Giám mục của Nhật Bản đang kêu gọi các tín hữu của mình dành ra 10 ngày từ ngày mùng 6 đến ngày 15 tháng 8 để cầu nguyện cho việc hòa bình của đất nước cũng như thế giới, và nhất là để tưởng nhớ đến biến cố vụ nổ hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Nếu mà chúng ta nghe lại ở trong bài tin mừng hôm nay, và hẳn những người công giáo của giáo hội Nhật Bản nghe lại bài tin mừng hôm nay chắc là thất vọng. Quý ông bà, anh chị em có thấy không? Thấy như vậy không? Đang cầu nguyện cho hòa bình, cho sự bình an, thì lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 20 ngày hôm nay lại nói rằng, Chúa Giêsu nói rằng, Thầy đến không phải để đem sự bình an hay là đem hòa bình, nhưng là để đem sự chia rẽ. Sao vậy? Nếu như vậy, quả thực như vậy, thì lời cầu nguyện của giáo hội Hàn Quốc là uổng công. Vậy thì điều mà Chúa Giêsu Ngài muốn nói đến trong tin mừng ngày hôm nay, đó là thứ bình an nào? Thưa quý ông bà, anh chị em, bình an hay là hòa bình theo phương diện tự nhiên, tức là không có chiến tranh, không có sự chia rẽ hận thù. Nhưng mà với tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta một ý nghĩa khác của sự bình an, của hòa bình. Hòa bình hay bình an thì không chỉ dừng lại ở chuyện là không có chiến tranh hay là chia rẽ hận thù. Nhưng hơn hết, ngày hôm nay Chúa Giêsu Ngài chỉ ra cho mỗi người chúng ta một sự bình an hay là hòa bình một cách đích thực. Vậy thì sự bình an, hòa bình đó là gì? Thưa quý ông bà, anh chị em, khởi đầu tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca kể lại rằng Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng Thầy đến để đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên, và Thầy còn phải chịu một phép rửa nữa. Và thưa quý ông bà, anh chị em, theo nghĩa của tin mừng, lửa chính là lòng mến. Lòng mến mà Thiên Chúa là Chúa Cha muốn dành cho nhân loại. Và Chúa Giêsu Ngài khao khát muốn đem cái
lòng mến đem tình yêu đó Ngài dành cho nhân loại. Và cái giờ phút Ngài thể hiện tình yêu của Chúa Cha một cách trọn vẹn đó chính là lúc Ngài chịu chết trên thập giá. Chính lúc đó Ngài chu toàn sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó cho mình. Như vậy thì có thể nói rằng bình an ở đây hay là hòa bình không phải là không có cơm giáo gầy gò, không có chiến tranh, nhưng sự bình an phải xuất phát từ chính nơi tâm hồn của mình. Một tâm hồn luôn luôn có Chúa, một tâm hồn của con người luôn luôn biết hướng về Chúa. Chúa Giêsu Ngài luôn luôn hướng về Chúa Cha và Ngài chu toàn sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó. Mặc dù Ngài cũng chịu bắt bớ, chịu đánh đòn, chịu sỉ nhục và chịu đóng đinh một cách nhục nhã, nhưng Chúa Giêsu Ngài vẫn bình an. Bình an bởi vì Ngài biết rằng chính trong giờ phút đó Ngài sẽ đem lại cho nhân loại ơn cứu độ. Ngài biết rõ rằng trong giờ phút đó Ngài thể hiện tình yêu của Chúa Cha một cách trọn vẹn. Và đó chính là sự bình an ở nơi tâm hồn của Ngài. Như vậy thì sự bình an chính là chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó cho Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng thế. Kể từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được tham dự vào ba chức năng của Chúa Kitô là Tư Tế, Tiên Tri và Vương Đế. Vì thế mà con đường Chúa Giêsu đi cũng là con đường của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Và chúng ta chỉ có thể có được sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu Ngài nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là chúng ta luôn luôn biết hướng về Chúa và sống theo thánh ý Chúa. Thế nhưng mà Chúa Giêsu lại bảo rằng Thầy đến để đem sự bình an, sự chia rẽ là sao? Thưa quý ông bà, anh chị em, chính vì lòng mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa và chúng ta muốn thể hiện lòng mến của mình một cách trọn vẹn mà có sự chia rẽ. Chia rẽ đầu tiên xảy đến đó là nơi chính tâm hồn của mỗi người chúng ta khi chúng ta đứng trước những chọn lựa. Chọn Chúa hay là chọn ma quỷ? Chọn thế gian hay là chọn sự sống đời đời? Và chúng ta phải chiến đấu ngay chính bản thân của mình, lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu, lựa chọn giữa Thiên Chúa hay là ma quỷ, giữa sự lôi cuốn của thế gian hay là hướng về Thiên Chúa. Vì thế mà có sự sâu xé, có sự chia rẽ từ nơi chính bản thân mỗi người chúng ta. Và Chúa Giêsu Ngài dùng hình ảnh giữa người cha với con cái, người mẹ với con gái, rồi người mẹ với nàng dâu, để qua đó chúng ta thấy rằng những cái gì gắn bó với mình thì vì lòng yêu mến, vì phải sống theo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô mà chúng ta phải chiến đấu. Và vì có sự chiến đấu đó mà có những người theo Chúa Giêsu, theo Tin Mừng của Thiên Chúa, nhưng cũng có không ít người đã khước từ Thiên Chúa để chạy theo những cám dỗ, những lôi cuốn của thế gian, của ma quỷ, của xác thịt. Vì thế mà có sự chia rẽ ngay từ trong nội tâm của chúng ta đến những người thân yêu của chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta nhìn lại trong gia đình chúng ta đi. Chắc chắn cũng có những người theo Chúa, những người không theo Chúa, những người sống theo lời Chúa và những người thờ ơ nguội lạnh. Đó là sự chia rẽ. Và nếu mà chúng ta coi lại lịch sử của giáo hội Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng trong thời cấm cách, trong thời bắt bớ đạo thì ngay những người trong gia đình của mình là những người đi tố cáo cha mẹ anh chị em của mình theo đạo. Đó là sự chia rẽ. Vì thế lời Chúa ngày hôm nay chính là lời đem lại cho chúng ta một niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa
một niềm tin chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới có được sự bình an đích thực. Còn những thứ mà chúng ta đang có ở thế gian này, nó sẽ qua đi. Sự bình an mà chúng ta tưởng rằng là tất cả thì dường như một ngày, một chốc nó sẽ bay đi. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta nhớ lại cơn đại dịch Covid-19 đi, hẳn nhiều người chúng ta cũng còn rất ám ảnh bởi vì dịch bệnh Covid-19. Nhiều người tưởng rằng có tiền của, có tất cả là có tất cả, là không sợ gì nữa. Nhưng mà khi đối diện với cơn dịch bệnh, thưa quý ông bà, anh chị em, thì lúc đó tiền bạc không còn nghĩa lý gì nữa. Tiền bạc không giải quyết được điều gì nữa. Vậy thì thứ bình an ở đâu? Bình an đó là con người luôn luôn biết hướng về Chúa, là Thiên Chúa, là cùng đích của mình. Chúa Giêsu đã chu toàn sứ mạng Chúa Cha đã trao phó. Thì ngày hôm nay lời Chúa cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta, là những tu sĩ, là những linh mục, là những người giáo dân, là những người cha, là những người mẹ, những người con cái trong gia đình. Chúng ta khi chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có được niềm vui, có được bình an, hạnh phúc đích thực. Không chỉ ở đời này, nhưng hơn hết đó là sự bình an, hạnh phúc mà Chúa sẽ trao ban cho chúng ta ở đời sau. Xin Chúa cho chúng ta đừng để mình mải mê, bị lôi cuốn bởi những đam mê phù phiếm của thế gian, của ma quỷ, của xác thịt, mà chúng ta quên đi mất cùng đích hạnh phúc cuộc đời của chúng ta là quê hương ở trên trời, mà Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Đức Giêsu là đấng cứu thế và Ngài đã đến để cứu độ nhân loại. Nhưng Ngài cứu độ không bằng quyền bính mà bằng chính cái chết của Ngài ở trên thập giá. Qua trình thuật tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tiên báo cho các môn đệ biết về sứ mạng của Ngài. Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy bùng cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Thầy đến đem lửa xuống thế gian, ngọn lửa ấy chính là Chúa Thánh Thần, Người đến để thanh luyện những tâm hồn sỏi đá, giúp phân biệt thật và giả dối. Người đến còn để xét xử trần gian, và ngọn lửa ấy cũng là chính ngọn lửa của tình yêu, của sự thật, của công bình. Như vậy Đức Giêsu ao ước cho lửa ấy bùng cháy lên để biến đổi trái đất này thành trời mới, đất mới, những tâm hồn chai cứng thành mềm dẻo, biết yêu thương nhau, nâng đỡ và đồng hành với nhau để làm chứng cho Chúa trong sự thật. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Phép rửa ở đây chính là cuộc thương khó và cái chết của Người. Đó cũng chính là sứ mạng của Đức Giêsu Kitô khi đến trần gian. Qua cuộc thương khó thì Chúa Giêsu mang đến ơn cứu độ cho chúng ta. Và những bài học mà Đức Giêsu mang đến được tóm kết trong phép rửa mà Ngài phải chịu. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được bài học của Đức Giêsu. Do đó trong cộng đoàn có sự chống đối nhau và chia rẽ nhau. Sứ mạng của Đức Giêsu có thể gây ra sự chống đối và chia rẽ, như lời Ngài khẳng định trong bài tin mừng hôm nay: các con tưởng rằng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con không phải thế, Thầy đến để đem sự chia rẽ. Thánh Luca đã từng nhấn mạnh hòa bình, bình an là quà tặng tuyệt vời của Đấng Messia. Câu nói nghịch lý của Đức Giêsu xác định rằng hòa bình do Người mang đến không có tính trần thế, dễ dãi như các ngôn sứ giả thường mơ ước. Tin mừng không chỉ gây chống đối
từ phía kẻ thù, mà còn là cơ hội cho người tin theo bị chống đối ngay từ phía người nhà của mình. Vì tin mừng đòi hỏi mỗi người phải đích thân chọn lựa, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, các tiên tri cũng đã gặp nhiều sự chống đối và bách hại vì rao giảng lời Chúa. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa được lắng nghe hôm nay, nói về nỗi thống khổ của tiên tri Jeremiah. Tiên tri Jeremiah đã bị bắt và các thủ lãnh đã tìm cách giết hại Ngài. Qua việc họ đã bỏ Ngài xuống hầm nước, nhưng mà tiên tri Jeremiah đã được giải cứu một cách kỳ diệu. Cuộc đời của các tiên tri báo trước cuộc đời của Đức Giêsu bị chống đối vì tin mừng. Trước sự chống đối thì Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ tất cả các tín hữu hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta và mắt hướng về Đức Giêsu, đấng khai mở và kiện toàn lòng tin cho chúng ta. Hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình, và nhờ đó chúng ta được kiên nhẫn trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy tin kính và yêu mến lời Chúa qua việc chấp nhận những sự chống đối để luôn vâng theo thánh ý của Chúa Cha. Chấp nhận đau khổ để mang tin mừng đến cho tha nhân. Chúng ta hãy diễn tả đức tin bằng những hành động bác ái cụ thể qua việc sẵn sàng giúp đỡ những người khác, những người mà họ rất cần đến chúng ta. Chúng ta hãy sẵn sàng tiếp đón tất cả những ai đến với chúng ta, và qua đó chúng ta sẽ chu toàn sứ mạng mà Chúa trao phó trong niềm vui và sự thánh thiện. Amen. Mời cộng đoàn đứng để tuyên xưng đức tin. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói về sứ mạng của Ngài, và cũng là một lời khuyến cáo các môn đệ. Trước hết Chúa Giêsu đã nói lên sứ vụ của Ngài: Thầy đã đến ném lửa vào thế gian, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Lửa ở đây theo các nhà chú giải kinh thánh đó là chân lý, là tin mừng, là thần khí và là tình yêu của Thiên Chúa. Ngài muốn cho lửa đó được bùng lên, có nghĩa là Ngài muốn cho mọi người trên khắp thế giới được nhận biết chân lý và tình yêu của Thiên Chúa. Tiếp theo lời nói về sứ vụ, Chúa Giêsu nói lên một điều mới nghe rất chói tai, gây khó hiểu. Đó là: anh em tưởng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo thật anh em không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Tại sao lại có sự phân rẽ này? Như chúng ta đã xác tín theo Chúa, tin vào Chúa Giêsu là chúng ta chọn cách sống của Chúa, chọn con đường Chúa đã đi, là quyết sống theo những giá trị tin mừng mà Chúa đã đem đến cho trần gian. Và để trung thành với những giá trị của tin mừng, nhiều lúc đòi buộc chúng ta phải quyết liệt hy sinh, phải đi ngược lại với những chọn lựa và hành động của những người xung quanh, kể cả người thân trong gia đình chúng ta.
Như thế từ đó sự đối lập và phân rẽ sẽ xuất hiện giữa cha mẹ với con cái, giữa anh với em. Thánh Francisco Assisi là một ví dụ điển hình trong sự dấn thân theo Chúa, đành phải chấp nhận đối đầu với cha của mình. Người cha đã đưa con ra tòa với hy vọng thuyết phục người con từ bỏ con đường điên rồ mà anh đang dấn thân vào. Nhưng trước mặt quan tòa và mọi người, Francisco đã cởi bỏ quần áo trả lại cho cha và dõng dạc tuyên bố: của cha, con xin trả lại cho cha. Từ nay con chỉ có một cha, là cha trên trời. Anh chị em thân mến, mục đích của thánh sử Luca viết phúc âm là để an ủi giáo đoàn của ngài đang chịu bắt bớ khắc nghiệt bởi các lãnh tụ đạo đời. Chúa Giêsu nêu gương khiêm nhường và hiền hậu cho họ, nhưng mà Chúa cũng cảnh cáo họ: vì các tai họa đổ xuống cho bất cứ ai trung thành với đức tin, với ơn gọi làm môn đệ của Chúa. Nếu họ trung thành với niềm tin của mình thì bách hại là lẽ đương nhiên. Họ chỉ được bình yên khi thỏa hiệp với vua chúa quan quyền và những thói tục xấu xa của chúng. Chính vì thế mà thánh sử Luca can đảm vạch ra tâm lý ấy và để an ủi các môn đệ. Họ chịu bách hại vì danh Chúa Giêsu không có gì gây ngạc nhiên cả, bởi vì Chúa Giêsu không mang bình an đến mà là mang chia rẽ do tính chất triệt để của tin mừng của nước trời. Chúa không hề thỏa hiệp hoặc nhượng bộ những thói hư tật xấu của thế gian. Điều ngài nhắm tới là tuyệt đối trung thành với thánh ý Chúa Cha. Ngay từ khởi đầu phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố ngài ném lửa xuống thế gian và ngài ao ước lửa ấy bùng lên. Lửa ở đây là lòng nhiệt thành đối với Chúa Cha. Ngài muốn nhóm lửa yêu mến cha ngài đốt cháy mọi tâm hồn. Các điều tốt lành khác sẽ dần xuất từ tình yêu này. Nếu thực hiện đúng như vậy thì cuộc chiến giữa thiện và ác là điều tự nhiên xảy ra ở trong trần gian này. Và những ai theo Chúa Giêsu phải chịu đau khổ nhiều vì danh Chúa, vì sứ mạng của ngài và vì phúc âm của ngài. Các tín hữu và nhóm lửa cho thế gian được ấm áp phần linh hồn. Nhìn vào đời sống hôm nay, các tín hữu chúng ta đang đứng trước những thách đố khó khăn. Có biết bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu ý kiến trái ngược nhau về phá thai, nạo thai, đồng tính luyến ái, toàn cầu hóa kinh tế, nghèo đói, chiến tranh, hòa bình. Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: sự chọn lựa cho niềm tin của chúng ta sẽ như thế nào? Thưa anh chị em, theo Chúa đó là chúng ta phải lội ngược dòng đời, phải chấp nhận sự đối kháng của người khác, của xã hội. Chúa Giêsu đem lửa xuống trần gian, và lửa ấy chính là bản thân ngài và phúc âm của ngài.
Ngài đã rao giảng tin mừng để soi chiếu cho những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để sưởi ấm cho những tâm hồn băng giá, cũng như để thiêu hủy mọi tội lỗi của nhân loại. Và Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy tiếp tay với Ngài để cho sứ mạng của Ngài được hoàn tất. Chính vì thế mỗi người chúng ta cũng phải là một ngọn lửa truyền sức nóng và chiếu sáng cho những người chung quanh bằng đời sống đạo đức, thánh thiện, bác ái và yêu thương. Với lời Chúa dạy hôm nay, xin cho lửa tình yêu và chân lý của Chúa luôn bừng cháy trong tim của chúng ta, để chúng ta luôn can đảm chọn lựa và sống theo những giá trị của tin mừng. Kính thưa quý cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe trình bày có thể nói là ba câu nói của Chúa Giêsu lúc đầu có thể khiến người nghe hoang mang. Ngài nói Ngài đem lửa vào mặt đất, đem lửa xuống thế gian và mong muốn cái lửa này bùng cháy. Rồi Ngài nói Ngài phải chịu một phép rửa nữa, và Ngài nói Ngài đem đến sự chia rẽ. Đâu rồi hoàng tử bình an trong khung cảnh Giáng sinh mà chúng ta vẫn biết? Như tôi nói phần giới thiệu, lúc đầu khi nghe những lời này khiến chúng ta hoang mang, bởi vậy chúng ta cần đọc lại. Theo các nhà chú giải, và tôi thích một cách chú giải nhất, thì lửa và phép rửa ở đây Chúa Giêsu đang nói đến cái chương trình và cái sứ vụ phía trước của Ngài. Lửa chính là tình yêu nồng cháy của Thiên Chúa, bày tỏ cho con người Ngài đến, Ngài đem tình yêu đó. Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng, và Ngài, con Thiên Chúa, từ vì tình yêu đó từ bỏ ngai trời đến với con người, mặc khải cái tình yêu của Thiên Chúa cho con người, và Ngài muốn ngọn lửa đó bùng lên. Và cái con đường thập giá và cái phép rửa mà Ngài phải chịu, đó là cái con đường thập giá. Cũng chính vì cái tình yêu đó, Ngài vâng lời Chúa Cha, Ngài theo chương trình đó để đem lại ơn cứu rỗi cho con người, nhất là con đường thập giá, tử nạn, phục sinh của Ngài. Và thứ đến, có lẽ cái với mà khó nghe hơn là ta đến, Ngài đến đem sự chia rẽ. Và tôi muốn chú trọng đến cái điểm này hơn. Không ai thích hay là yêu chuộng hay là cổ võ cái sự chia rẽ cả. Vậy nên nếu mà ai đó nói điều đó, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Ở đây trước tiên tôi khẳng định, Chúa Giêsu vẫn là hoàng tử bình an. Ngài vẫn chính là người nói phúc cho kẻ kiến tạo hòa bình. Và những ai theo lời dạy của Ngài mới thực sự đem lại cái sự hòa bình, một cái sự hòa bình triệt để. Để mà giải thích điều này, tôi xin gợi lên ba câu chuyện tin mừng mà có lẽ chúng ta quen. Câu chuyện thứ nhất, cách đây 2 tuần, hôm nay Chủ nhật 20, Chủ nhật 18, trong tin mừng chúng ta nghe có câu chuyện một anh chàng thanh niên chạy đến gặp Chúa Giêsu và nói: xin Ngài hãy chia gia tài cho tôi. Là chúng ta biết là Chúa có chắc vấn, mà sau đó chúng ta không biết là tình hình nhà anh ta như thế nào. Nhưng chúng ta có thể đoán được là gì? Chuyện đang xảy ra nơi nhà anh thanh niên này, đó là trong nhà đó hiện tại có người không hài lòng lắm, có người không ưng ý lắm, có người giận dữ. Lẽ ra gia đình là nơi của yêu thương, thì bây giờ lại có cái người giận dữ. Tại sao? Thì đơn thuần là vì gia tài. Ở đây chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện này, không đơn thuần bình thường như bao chuyện xảy ra trên mặt đất này, và chúng ta thấy trong đó lẽ ra có cái sự yêu thương nơi gia đình, thì lại chính mỗi người trong đó theo cách chọn lựa của họ đã có cái sự giận dữ, đã có cái sự chia rẽ trong đó.
Đó là cái chuyện đơn thuần chúng ta nghe và chúng ta thấy ờ, có thể xảy ra mà. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện ở Tin Mừng ở Matthew chương 20. Câu chuyện người chủ vườn nho, người chủ vườn nho đi thuê người, và chúng ta nghe kể từ 6 giờ sáng ra và gặp thỏa thuận là đồng tiền trả công là 1 đồng. Rồi sau đó 9 giờ ra, sau đó cận trưa cũng ra và đều thỏa thuận 1 đồng hết. Đến khi mà trả lương, người chủ trả mỗi người 1 đồng. Chúng ta đọc câu chuyện và câu chuyện rất là bố cục chặt chẽ và đảm bảo là người chủ đã hứa trả 1 đồng, và khi mà kết thúc người chủ trả đúng cái lời hứa của mình, không có cái sự bất công gì xảy ra ở đây cả. Nhưng rồi cuối câu chuyện chúng ta được tường thuật có cái sự làm bằng, có cái sự không hài lòng. Sau đó người chủ mới quay qua cái người làm bằng cầm ràm đó, nói tại sao tôi trả đúng sự thỏa thuận của chúng ta mà, hay anh ghen tị, hay anh giận dữ bởi vì cái sự quảng đại của tôi. Lẽ ra vì yêu thương thôi, thành ra người chủ có thể quảng đại hơn, cho một chút hơn. Vì yêu thương chúng ta có thể làm thêm một gì đó. Nhưng khi đó sự ghen tị, sự xấu xa lại chen vô. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện người cha nhân hậu chúng ta nghe quen. Người con thứ lãnh trước gia tài, nó ăn chơi phung phí này nọ, sau đó nó về, người cha vẫn giang tay rộng lòng đón nó, mở tiệc. Đó là tình yêu vô cùng lớn lao của người cha. Còn đứa con cả về nghe như vậy giận dữ, không chịu vô tham gia tiệc. Một tình yêu lớn của người cha lại kết thúc bằng một cái sự cãi vã trong gia đình. Đứa con lớn nó thậm chí nó con ông rồi, nó không thèm vô dự tiệc nữa. Chúng ta thấy điều gì ở đây? Một tình yêu lớn của người cha kết thúc bằng cái sự cãi vã, thậm chí có thể nó có cái sự chia rẽ đó. Chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta có thích sự quảng đại của người chủ làm vườn không? Chúng ta có thích cái tình yêu lớn lao của người cha đó không? Và rõ ràng đây là điều qua Tin Mừng Chúa nói đến cái tình yêu của Thiên Chúa, và Chúa cũng muốn mọi người cũng bắt chước theo. Và chúng ta thấy nghĩa là gì? Nghĩa là chính tình yêu của Thiên Chúa đem lại cho con người sự chọn lựa rõ ràng hơn. Và chính mỗi người trong cái sự chọn lựa đó có thể đi theo con đường yêu thương đó, đem lại cái sự bình an tuyệt đối. Thì có những người tự mình chọn lựa và đi vào con đường chia rẽ. Bởi vậy khi Ngài nói ta đến đem sự chia rẽ, không phải, nhưng chính bởi vì cái tình yêu mà Ngài soi sáng, Ngài mời gọi con người sống, chính cái điều đó. Và mỗi người trong cái sự lựa chọn của mình đi vào cái con đường chia rẽ. Có lẽ trong tâm khảm có nhiều người thích ngọn lửa mà Chúa Giêsu đem đến, và ngọn lửa này đã bùng lên, đã đốt lên, và cũng biết rằng nó hay, nhưng mà lắm lúc cũng e dè bởi vì cảm thấy thách đố quá, cũng cảm thấy lo sợ. Nhưng nếu chúng ta đọc lại cái bài đọc 2 thư Do Thái, chúng ta thấy có cái sự khuyến khích chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin bao vây, nghĩa là những người này đã sống được cái tình yêu, cái ngọn lửa tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi đó. Chúng ta đã thấy cái câu chuyện bài đọc 1, cái bối cảnh là lúc đó Babylon tấn công Israel, xâm lược, xâm lấn Israel rồi. Và nhiều người thì theo vua, khích vua là phải chống đối lại. Và lời Chúa nói với Jeremiah là hãy nói là đừng, và hãy tin vào Chúa. Và vì Jeremiah dẫu biết rằng mình nói sẽ khó lọt tai họ, nhưng vì đó là lời Chúa bảo, Ngài vẫn phải nói. Và chính vì vậy mà chúng ta nghe câu chuyện hôm nay là Ngài bị quăng xuống cái giếng đó, rồi sau đó thì Ngài được cứu lên. Có một cha giáo Ngài nói khi mà nghe cái bài này thì đúng là đừng
nghe câu chuyện Jeremiah được cứu, nhưng đừng nhìn vào việc Jeremiah được cứu mà nhìn vào sự trung thành chuyển giao lời của Đức Chúa, dẫu việc đó có thể khiến cho tiên tri bị loại trừ, chịu đau khổ. Hoặc là chúng ta hôm nay ngày 14 tháng 8, ngày giáp lễ Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời, cũng là ngày lễ Thánh Linh Mục Maximilian Kolbe, và chúng ta nhớ câu chuyện của Ngài, hành vi yêu thương của Ngài. Trong tù Đức Quốc xã, một người chạy trốn, thế là họ muốn phải giết 20 người đưa vào hầm ngạt. Thì khi đó có một người la lên bởi vì có vợ con, và chính cha Kolbe, Ngài đã nói: tôi xin chết thay cho người này, bởi vì người này còn có gia đình nữa. Đó, biết dẫu rằng làm như vậy mình sẽ chết, nhưng đó là tình yêu Thiên Chúa thúc bách, và Ngài làm như vậy. Và còn nhiều nhiều người khác cũng đã sống như vậy, những anh hùng tử đạo đức tin của Việt Nam chúng ta, và nhiều nhiều người khác. Kính thưa cộng đoàn, để kết, Chúa Giêsu đã thốt lên: ta ước mong ngọn lửa này bùng cháy lên biết bao. Ngài ước mong mỗi người chúng ta cũng nhen lên ngọn lửa yêu thương của Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta sẽ gặp chống đối, nhưng có sao đâu. Đó là con đường Thầy Giêsu Chí Thánh đã đi và được vinh thắng. Và cụ thể hơn, chúng ta có những tiên tri, có những vị thánh quanh chúng ta, có những chứng nhân hàng ngày vẫn dám thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa giữa đời thường đó sao? Amen.